xin chào quý khán thính giả của tv tuần sau online chào quý vị đến với chương trình đầu tư địa ốc do tôi nguyễn hồng anh trình bày thưa quý vị nói đến đầu tư thì có nhiều loại đầu tư đầu tư địa ốc đầu tư thị trường chứng khoán à, đầu tư ngoại tệ đầu tư vàng bạc đầu tư hột xoan kiếm cương đầu tư tránh và thậm chí đầu tư rượu nữa đầu tư rượu cũng có thể kiếm lời hôm nay tôi chỉ muốn nói đến đầu tư địa ốc đầu tư nhà cửa thưa quý vị cách đây 40 năm khi người việt nam tị nạn đến định cư ở nước úc này đa số người Việt làm là những công nhân làm việc trong các hãng sự hoặc là à, làm việc ở các trang trại ở farm người ta gọi là đi làm farm ở đó à, họ hái nho hái táo dâu tây vân vân đây là một công việc rất là cực khổ nó khác với những hình ảnh mà À, người Việt đã từng thấy còn ở Việt Nam thấy những cái bà tây bà đầm đi hai nho mà mang áo áo đầm và ba bốn tầng nhìn rất đẹp, rất là đẹp mắt nhưng mà người Việt qua đây đi làm farm ở đây là đầu tắt mặt tối cực lắm và bởi vì vậy bởi vì vậy à, ở đây người Việt thường nói với nhau nếu qua đây mà không đi làm farm thì chưa phải là người tị nạn có nghĩa là người tị nạn phải là đi phán, làm phạm làm cái công việc rất cực nhọc nhưng cực nhọc mà nó có tiền bởi vậy 20 năm sau 20 năm sau tôi nghĩ là khoảng năm 1995 thì ở đây có cái câu nói mà tôi thấy cũng đang ở trên báo TV Thường Sang ai mà không sở hữu hai căn nhà thì không phải là người tị nạn Không sở hữu hai căn nhà là không phải người tị nạn Đó là một câu nói đùa cho nó vui Nhưng mà đó là cũng một sự thật Để nói lên cái sự chiều thương, chiều khó của người Việt Chiều khó làm, kiếm tiền, đầu tư Và họ đã thành công Họ có những cái tài sản lớn Rồi 40 năm sau Năm 2015 tôi nghĩ khoảng năm ngoái 40 năm sau tôi xuống đường ở trên đường phố richmond thì tôi có gặp người họ nói với tôi tôi bây giờ đã trở thành triều phú bất đắc dĩ cái người đó người đàn ông đó họ nói với tôi họ đã trở thành triều phú bất đắc dĩ tại sao tại vì các nhà họ đang ở trị giá trên một triệu đô la trên một triệu đô la họ đã có trong tay tài sản trên một triệu nếu mà có gọi tài sản trên một triệu thì cũng có thể gọi là một cách nào đó một cách nào đó mặc dù không chính xác lắm nhưng mà họ là triệu phú thưa quý vị ở trên con đường Lenox nằm ở góc với đường Victoria Street ở khu Richmond là cái khu mà rất có rất đông cơ sở buôn bán của người Việt. Con đường Lenox này có hội phụ nữ Việt Úc Họ có mua một cái miếng đất Rồi họ xây một cái tòa nhà hai tầng rất lớn Và có hàng chục nhân viên xã hội làm việc để giúp người Việt Định cư ở đây Gặp khó khăn trong vấn đề, nhiều vấn đề thì họ giúp đỡ Trên con đường đó tôi biết có một căn nhà Tôi biết một căn nhà Căn nhà này do một người Việt tị nạn họ qua đâu khoảng năm, giữa năm thập niên 1980 Họ mua cái căn nhà này, căn nhà này là khoảng 200 mét vuông Có 3 phòng, một căn nhà rất là cũ, tôi nghĩ xây cả trăm năm trước đây Họ mua với giá Đâu khoảng là 70.000 đô la Đến năm 1988 Thì anh này, vợ chồng anh này bán lại cho một người Việt khác, một người tùy nàng khác Với giá 100 400 000 đô la Có nghĩa trong vài năm vợ chồng anh này đã kiếm được số tiền lời là 70.000 đô gấp đôi. Rồi, vào năm khoảng năm 2006, cái người mua căn nhà này bán lại cho một người Việt khác với giá khoảng là 600.000 đô la. Tức là 20 năm sau, họ lời được à số tiền gấp 4 lần. 100 mua 140, bán 600. Sau đó cái người mua căn nhà 600 ngàn này họ Vài năm sau họ lại bán lại cho một công ty xây cất Với số tiền là tôi thấy đăng ở trên báo đó khoảng 1 triệu 20 ngàn đô la Vài năm lời số tiền trên 4 à, trăm ngàn đô la Rồi cái công ty xây cất này, developer này đó họ mới mua một cái nhà bên cạnh sát vách Có miếng đất cũng tương tự có nghĩa là tổng cộng họ có khoảng 560 mét vuông họ dựng sập căn nhà họ xây 6 cái unit và từ năm 2010 cho đến bây giờ những căn nhà những cái unit đó 6 cái unit đó được bán với giá từ 720 20 ngàn đến 840 ngàn mua đi mua lại bán lại thì cái 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 developer này cái nhà thầu này họ mua cái miếng đất khoảng 2 triệu Họ xây, bỏ tiền ra xây sau cái unit tôi không biết bao nhiêu Nhưng mà họ bán với cái, cái, cái thu của họ vào là khoảng gần 5 triệu đô la Cái một số tiền rất lớn Nhưng mà thưa quý vị Để làm nhà thầu, để làm developer, nhà xây cất không phải dễ đâu Nó vừa đòi hỏi sự chuyên môn, sự hiểu biết về xây cất Đồng thời phải có một cái số vốn lớn nữa Đó là một lãnh vực khác uhm, trong cái chương trình mà đầu tư này tôi chỉ muốn nói đến mua nhà đất, mua nhà hay là mua nhà đất để ở, để cho thuê và để bán. Thưa quý vị, nói về đến bất động sản về nhà cửa, có lẽ chúng ta sẽ liên tưởng đến một tổ chức, nói tổ chức thì không đúng đến một cái giáo hội nổi tiếng có tài sản có địa ốc có bất động sản rất nhiều trên khắp thế giới này trên mặt địa cầu này đó là giáo hội công giáo giáo hội công giáo nổi tiếng có bất động sản bất cứ ở đâu họ đến họ họ điều mua đất xây nhà thờ lập trường học bệnh viện và tài sản về địa ốc của họ rất nhiều. Có thể nói giáo hội công giáo giàu, có nhiều tài sản nhờ địa ốc. Quý vị cứ tưởng tượng đi họ mua cách đây một ngàn năm, cách đây năm trăm năm, cách đây một trăm năm, chẳng như Úc, chẳng như vậy trong vòng hai trăm năm qua, họ mua đất, họ xây nhà. Nên bây giờ nếu cần giáo hội bán ra thì lời, 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 lời rất nhiều. Mấy người mà tôi vừa kể người việc đó trong thời gian rất ngắn mà họ lời gấp người thì gây gấp 4, người lời gấp 2, lời một số tiền rất lớn giáo hội công giáo nếu họ bán tài sản ra lời rất nhiều. Nhưng mà ngoài giáo hội công giáo thì vị con biết có một cái, cái công ty khác cũng nổi tiếng giàu và tài sản lớn nhờ địa ốc đó là McDonald's. McDonald's. Nói đến McDonald's thì đa số chúng ta nghĩ đến hay những cái ổ bánh mì thịt, burger. Nhưng mà quý vị có biết không? Họ số tiền vào không phải là nhờ những cái ổ bánh mì đâu. Họ nhờ điệu. McDonald khi đến ở bất cứ thành phố nào, chỗ nào, họ nghĩ đến chuyện kinh doanh là họ nhắm cái vị trí. Vị trí tốt không? Và đa số họ mua những mức đất, hay là những tòa nhà ở những vị trí tốt nhất. Và đó với thời gian, với thời gian, những cái cơ sở kinh doanh, những cái nhà hàng của McDonald là khối tiền địa ốc. Địa ốc là một cái lãnh vực tương đối dễ đầu tư, tương đối dễ hiểu. Thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình ở đây và hẹn quý vị trong cái chương trình kế tiếp xin chào quý vị